kêu gì hay như bọn à, bọn bọn tới coi mấy giặt mấy đồ dạ, em coi phải không? Thật ra ai mà được quay là xuống được chị Loan tình cảm nhẹ nhàng đừng níu không dám đâu. Từ từ có thể dám được thử. Hồi em coi mấy cái bình luận của người ta kìa, có ý góp ý gì cho mình á, giờ mình làm theo, ví dụ như họ có nói gì kìa để mình làm vậy kìa. Như là nhiều người mọi người mọi ý theo mình chứ. Ý là cái một ý mà giống nhau nhiều á kìa. Để mình làm theo cho họ họ thích á. Xí xí dùm lâm chặt bị lọ Ủa, ngày nay cái ông bán bỏ học mà đang chưa thấy ta. Đừng có nói là đi đi lậu kiểu qua bên con Hiền. Qua Hiền là phải ái chứ ra đúng không ta?
đi rất cũng tốt mà, để sau này chị mở cơ sở 2 ở đây cũng được nè. Lại như rớt cũng tốt cho hắn, vì đây nè, sao nên họ vô hay. Họ vô á, vô họ hỏi hắn không khỏe chứ, trừ họ cứ cũng được nè, nhưng mà chắc hơi, tất nhiên là không thể nào bằng vậy đâu, rằng bằng được. Thế nào đi sau nó cũng thua, đâu không bao giờ bằng người đi trước em nè. Làm được mình mừng, mình đỡ lo cho hắn chứ khỏe mình, hiểu không? Ừ. Trong như hắn có này có kia mình đỡ, chứ hắn không có mình cũng ôm chứ ai ôm. Ví dụ hắn này kia hắn làm không được thì chị cũng phải gánh vác hắn chứ, mua ra mua trừ chứ răng, đúng không em? Ai mình mà hắn được là mình đỡ khổ, đúng không? Nhớ chỗ này nhiều lắm nè. Ôi chụp chặt rồi. Bà tay em làm lúc mình nè. À đây lấy xí nước muối. Đúng mà rảnh không cho chị xí bông nước muối nè. Chùi tay. Tay hơi dơ đúng không? Biến sạch hơn. Nó ra một mụn thấy rõ hơn. Móc liền chứ. Phê phê phê. Nó hệ ra là còn chi không ta? Dạ. Còn bé chi không ta? Chi hả? Không, à. Không. Ừ. Nó lên tầm biết. Không đi ăn ở... Ừ. Nó ra đi ăn ở... Ừ. Trên tới. Chụp quá mà ngập thấy cái tậu cứ mày. Ừ. Còn bên nhà. Ừ. Cái quá ngập thấy thì còn chi ta? Ghê thì nó kinh khủng. Dạ anh còn bên Phùng Trì. Huế. Huế cũng bị nặng lắm. Hà Tĩnh. Hà Tĩnh cũng bị luôn à. Hà Tĩnh bữa nay mưa to. Hà Tĩnh bữa nay đi. Mình trúng toàn dân đòi xong rồi hay luôn. Thiệt.
N là mình đăng N 4 mấy rồi. Ngày nay em đăng chưa đó? Lâu không đăng sợ bị ấy. Anh thấy thằng nó bỏ Facebook à? Anh chàng rồi đang làm chưa đó? Lúc nó làm cái gì chứ không hả? Nó thử đủ phiếu mà cũng được rồi chứ, nó đổi liên tục rồi chứ. Làm được quảng cáo Facebook có. Cái thử làm thử được thì được, không được thì thôi. Có thêm kiếm thêm đồng thì vui. YouTube bữa nay nó nhiều kênh mời nó từ tiền nhé. Nó rất được 2 ngày đầu tiên nhớ sau nó tụt xuống. Nó rất cái mới mua giống như mình làm cái mới á, trừ mà làm à, cây nha. Ở đây anh vẫn chưa làm gì chứ, cái cục này nó thay đồ chỉ sạch á, đủ lâu nó bị ghê rồi hả? Như cây mình thì lâu rồi mà cái lâu đó thôi. Mấy cái mình cây mình của mình ba cái nó còn lâu rồi. Giờ cây mới là gì đấy, cái hạn đi đâu là bình thường. Nó bởi cái cây mình lo mình giữ đi, cây chính ăn chắc mặt bền đi em ơi. Hôm nào ổn định mình đi làm hết. Không nóng nóng làm chi mà nóng nóng là hư hết. Bình tĩnh là cơm ăn cho con đó. Nằm đó đi mỗi. Nó lâu thai cũng phải 1-2 bữa. 1-2 bữa đâu chơi. 1 bữa làm với mấy thằng kia là 1-2 bữa. Làm sợ. Làm thì nó phải hiểu như là làm biết gì không làm được. Nó làm 7 năm có cơ sở, nó làm 3-4 năm nhiều kinh nghiệm lắm. Thì mình vừa làm từ từ rồi mới kết thêm máy xanh kia thì không bị ấy nhưng mà nó không đã.
Yêu mà. Thế là qua lại là tiền. Thì đó. Có cơ sở rồi mà lo. Có tiếng rồi nữa, dễ mà. Mình biết biết nữa rồi á, mình biết thì hãy giao được thứ. Nằm nguyên một cái chỗ luôn, chục cây xong bị loạn luôn, thiệt làm bị loạn đó, dở. Giờ làm kinh A xong rồi giờ làm kinh B chẳng hạn, đoạn A đoạn B đoạn C đoạn D. Đấy là chị đang nói á, là Hà làm Hà tập trung cho chị hai cái vẫn ghi số luôn để cho khỏi bị lộn. Ừ. Chứ còn quay quay như rất là họ ăn trộm với lại không bị ái nữa, ghi đi rồi Hà làm hai, chị làm hai để cho mà cho đỡ đỡ bớt chị với lại là đỡ bị lộn nữa. Ừ. Cái chị bị loạn não á, không chị ba cái làm được chứ còn Hà hai cái đi là thành ra là năm cái để mà lỡ có cái gì để mình ái cho đỡ mất thời gian á. Thiệt mà, tự nhiên thời gian nhiều khi họ ăn hết rồi, đúng không? Ừ. Này thấy số à? Hồi nãy bên này đang là em ngồi bên này. Không sao. Được, quay được. Giờ cái tay, cơ tay vậy hơi bị mỏi. Đè mặt. Nhiều quá. Về đang xỉu. Nặng sống về anh xỉu, sợ đi nằm ngủ luôn. Tội thì bà tội bị sợ. Mình còn là khỏe đó. Bà tội ghê. Chút người. Không biết có ăn uống chi không mà thấy có ăn đi chăng nữa cũng như rất là quá tuyệt vời. Khỏe thật. Thiệt đó chứ. Hôm qua có bù bù lệ là bác yêu của con có nghĩ không? Không. Thì con đi đây là bác yêu con ăn chăng rồi. Cái thời điểm mà nhạy cảm này mà đừng có làm những cái việc mà ăn chặn tiền mà họ từ thiện, họ làm, họ giúp người ta. Có bọn đang chạy quảng cáo thì Thị Tiến, Gia Thị Tiến á. Nó chạy quảng cáo Facebook luôn thì vô hảo. Ừ, nhưng mà thật đất thôi. Con này giờ chờ đúng là cô tiên luôn á. Nổi tiếng. Ông ấy là hắn cũng có cái tâm nữa, hắn cũng tu trước trừ kiểu như nhà hắn là Phật mà. Nhà hắn là ăn chay đồ mà. Gia đình của hắn á. Ừ. Ừ, chỉ có coi của hắn mấy clip
Đấy mà làm từ thiện xưa đến giờ luôn mà, ở chỗ nào mà ấy là đi liền luôn. Được rồi, bên Tây nó đi. Nói chung con này nó có tâm, tâm tốt, kêu gọi tốt, nó làm được, kêu gọi được, làm được cái mô mà như chính quyền mình đâu. Thôi. Mấy ngàn tỷ không thấy ai trơn. Nước ngoài đồ vay tiền vay cho gò thầy có chia cho dân đâu. Đợt này Mỹ nó cho 100 tỷ, 100 nghìn đô. Được một. Cho ai? Cho Việt Nam. Lưu bên Trung á. Cho để chắc quan ăn hết. Cho mấy ông tỏ, lâm giao mấy ông tỏ. Bởi dân. Thấy mấy người nó họ ác thì mà không thấy tậu người dân này. Tiền tài dân được gọi mấy tốm là mấy. Đã gặp ngủ sướng, giết lại luôn. Bao phê. Thì Huệ ra em thử làm cái cây nha. Tự mình làm luôn rồi tự mình ấy lên từ bằng đầu đến bằng cuối luôn. Chứ đừng có mua, em mua chị sợ là nó không có ổn. Làm cái sợ nó vàng. Nó mất thời gian. Nó vàng cả nhá. Nó vàng tiền không làm sáng cả nhá. Là xanh từ đầu á. Hiểu rồi. Nhưng mà chờ cái cây của mình bỏ lên nó vẫn vàng à? Dạ, mày cần cái bỏ lên vàng. Em làm như thế vẫn vàng. Sáng khi em làm được tiền vàng làm được. Nhưng mà sợ là... Nó làm có một video à, nó sáng được một video à. Mà thao qua chừng á. Mất cái... Mấy cây như cái rầu luôn á. Khóc, bảy dòng sông á. Mỗi lần làm lâu, mất thời gian. Cây này mình làm cũng là gần nửa năm rồi. Cây nở. Căn bản mình đầu tư cho đầu tư nó lên ngay, căn bản đầu tư một kinh trình. Do mình không tập trung á. Căn bản mình làm một kinh trình được rồi. Không, mình làm giai đoạn đầu á, mà mình tập trung là bay lên nhanh. Cánh chưa giai đoạn đầu lên nhanh mà. Sau đó mình tập trung vào cánh chỉ thôi. Do không bị tắt kiếm tiền thì thế em không nói nữa. Mình bị lo sợ. Vô tôi lấy tiền đi em. Trời ơi. Nhiều.
tính ra con em chị nó đúng sướng đó chứ thầy. Ừ. Hiện kìa. Chị đi trước khách. Chị là đúng không? Dạ. Tạo hết luôn. Nhưng mà phải có phải người chị như chị chứ. Để mấy đứa làm trước đi, chị làm cho. Làm sao? Chị lục lại sao? Lục lại sao à? Mấy bữa chị làm trước à, vậy trời chị đang bận mà, để mấy đứa làm trước đi. Thì theo tình hình chứ em. Người ta lục lại là có chừng đó nghe. Phốc phốc. Dạ. Gây lộn với ổng rồi à? Lộn với ai? Chồng em với ai? Không, bình thường, không có gì đâu. Chứ không phải là... Nói em không? Có thì làm sao mà nói bình thường không thế? À. Ý là ổng gì em thấy xinh lo, xinh vậy. Ổng lo thôi đúng mà. À. Nhưng mà nghe bình thường rồi, cái xác này đỡ rồi. Cái chi là mà lo. Ai làm tổn thương thì phải xưng thôi chứ. Thôi à. Cái đóng rồi trừ trên tay rồi cái đóng luôn.